Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Kênh âm thanh của Xuân Đình Audio là một kênh âm thanh chuyên bán những hàng bãi tuyển chọn với phân khúc là hàng bình dân, phù hợp vừa túi tiền với tất cả những người chơi âm thanh, đam mê âm thanh. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đình đã về được 3 cặp loa hàng bãi Nhật rất là đẹp. Trước khi quay vào chi tiết thì Xuân Đình quay xa một chút như thế này để cho các bác cùng nhìn thấy, cũng như biết là cái ê căng của loa nó cũng đẹp rồi. Đây, Xuân Đình sẽ đi chi tiết từ bên trái sang bên phải để các bác cùng xem luôn. Rất là lâu rồi thì hôm nay Xuân Đình mới về được 3 cặp, và cũng nên một lúc 3 cặp như này để cho các bác có sự lựa chọn. Cặp đầu tiên đó là cặp Yamaha. Đấy, căng cước các bác nhìn rất là đẹp luôn, không có bị rách chỗ nào cả. Căng của nó là căng màu nâu, căng zin luôn nhé, chứ không phải là căng lạ gì đâu. Tem mát còn đầy đủ. Cặp thứ hai là cặp loa Kenwood cổ. Cặp này là cặp Kenwood KL444D. Đấy, dòng này là dòng cổ đây. Bác nào thích như với những dòng loa cổ mắt cáo để bày với những cái bộ băng cối đĩa than thì đây là một cặp loa rất là hay. Và cuối cùng thì đó là cặp loa Coran. Dòng này là dòng Coran XV5. Loa rất là hay, giá tiền thì khá là mềm mại. Ở cái phân khúc loa Nhật với cái cửa tiền của dòng loa Coran như thế này thì chắc chắn là sẽ với những dòng loa Pioneer thì thua xa so với cặp loa Coran này các bác nhé. Đấy, sẽ quay chi tiết cho các bác. Và bây giờ thì Xuân Đình sẽ mở hết e căng ra, cũng như quay thật gần và báo giá chi tiết cho các bác 3 cái cặp loa ngày hôm nay. Toàn bộ đều là hàng tuyển chọn. Tất nhiên thì nó là loa cũ chứ không phải là loa mới tinh rồi, cho nên nó cũng phải có chảy xước, cũng như cũ theo năm tháng. Đấy, cái căng của cặp loa Kenwood này rất là chất, không có bị chảy xước gì ở cái căng luôn, rất đẹp. Vải cũng là vải zin của căng luôn, tem đầy đủ hết này. Đây. Khi đã nói đến hàng tuyển chọn thì tất nhiên thì các bác cũng biết là tuyển chọn thì nó phải là đẹp, và vẫn là cái phân khúc là hàng bình dân thì Xuân Đình luôn luôn lựa chọn cho các bác với những cái sản phẩm vừa túi tiền cũng như chất âm rất là hay. Cái quan trọng nhất là các bác nên chịu khó tìm hiểu về phần phối ghép, thì đảm bảo với các bác là chưa chắc là những cái bộ âm thanh đắt tiền đã hay bằng những bộ âm thanh cỏ nếu như mà mình ghép chuẩn. Đấy, loa còn nguyên zin mộc mạc này, không có spa gì phần vỏ thì các bác cũng có thể nhìn thấy rõ luôn. Đấy, bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết báo giá cũng như quay thật sát cho các bác để các bác có thể cùng nhìn ngắm từng sản phẩm một. Và cái mức giá thì Xuân Đình sẽ quay từ cặp loa rẻ nhất cho đến cặp loa đắt nhất. Đầu tiên đó là cặp loa Coran XV5. Model của nó là dòng XV5 các bác nhé. Đấy. Loa là 3 đường tiếng 1 bát 26. Cái gân của dòng này nó là gân vải cực kỳ là mềm. Màng của nó là màng giấy, rốn của nó là rốn giấy, xương của nó là xương đúc. Một trung đôm rất là to. Đấy, và một tép đôm. Có hai tinh chỉnh trung tép, lỗ thông hơi phía đằng trước. Dòng loa Coran XV5 này thì nó là thiết kế loa đối xứng, tức là loa trái loa phải đấy. Đấy. Thùng loa, tuyến loa, khóc cạnh đều rất là đẹp. Nó cũng có chảy xước theo năm tháng thì Xuân Đình cũng nói rõ, nhưng ngược lại thì đây là hàng tuyển chọn rồi thì các bác cũng cứ an tâm, vì cái gu của Xuân Đình thì cũng nói rõ luôn là nói và tả là phải chuẩn. Còn nếu như sai thì Xuân Đình sẽ tặng cho các bác. Những cặp loa như này thì được đánh giá là đẹp. Đấy, cái phần vỏ gỗ nữa đây. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao 58, chiều ngang này là 31 và chiều sâu là 29. Loa nặng 14kg một thùng. B cũng khá là chất. Cấu hình của loa là bát 26. Dòng này thì với cái phân khúc tầm tiền như những dòng Pioneer, cấu hình bát 25 thì Xuân Đình nói rõ với các bác là dòng Coran XV5 này rãnh hay hơn rất là nhiều, tiếng bát cực kỳ là sâu và uy lực, trung tép thì rất tơi và sáng. Cặp loa này thì Xuân Đình đang bán với mức giá là 7.200.000 đồng.
Coran XV File, mức giá là 7.200.000 đồng. Khi Xuân Đình sẽ quay chi tiết từng phần mặt, góc cạnh của loa, và cuối cùng thì Xuân Đình sẽ quay cả cái phần đằng sau, tức là hậu của loa, để cho các bác cùng ngắm nhìn luôn. Đấy, thì Xuân Đình đã giới thiệu xong cho các bác, đó là cặp loa Coran XV File giá 7.200.000. Còn tiếp theo sang đến bên này, đó là cặp loa Kenwood KL444D, tức là 3 con 4, sau đó có chữ D cuối cùng. Thế dòng này thì nó là dòng loa cổ của Kenwood. Bát của nó là bát 20 năm. Gân của nó là gân vải, màng giấy. Rốn của nó là rốn vải luôn nhé. Cái rốn này khi anh em ấn vào này, lại bóc được ra luôn. Nó gọi là rốn vải. Còn nhiều những rốn giấy khác ấn vào thì nó sẽ tụt luôn vào trong rồi. Đấy. Dòng này thì loa 3 đường tiếng nhưng 4 loa trên một thùng. Một bát 20 năm, gân vải, màng giấy, rốn vải. Một chung giấy 12 rất là to và hai tép. Đấy, cái tép này nó rất là dị dạng nha, các bác có thể nhìn thấy kỹ này. Đấy, nó có những cái chấm 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 vòng quanh như là tép này. Đấy, rất là dị dạng. Cặp này thì nó có kích thước là chiều cao 58, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 28. Loa đẹp xuất sắc. Dòng này là dòng loa cổ. Thì các bác nào mà đang có nhu cầu phù hợp với những bộ băng cối đĩa than thì những cặp loa này phối ghép rất là tuyệt vời. Góc cạnh của loa cũng vậy, rất là đẹp luôn. Loa này thì được ra đời vào năm 1976. Loa 3 đường tiếng, 4 loa trên một thùng. Bát của nó là bát 20 năm. Dòng này chất âm rất là hay các bác nhé. Và dòng này phối ghép với những dòng âm ly cổ thì rất là tuyệt vời. Mức giá của cặp loa Kenwood KL4440D Xuân Đình đang bán với mức giá là 7.800.000 đồng. Dòng này khi lắp e căng vào thì nhìn cực kỳ là chất, vì căng nó rất là khủng luôn, căng rất đẹp. Loa cam kết với các bác là nguyên zin tuyệt đối và đã test đều hoạt động hoàn hảo hết rồi. Góc cạnh đầy, không có bị chảy xước gì nhiều. Nói chung là có nhưng mà không đáng kể, thậm chí còn nguyên cả bụi thì thôi. Đây là hàng tuyển chọn để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép và bày biện, thì cũng sắp Tết đến nơi rồi. Đấy. Cặp loa Kenwood có mức giá là 7.800.000 các bác nhé. Và cuối cùng thì trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác, đó là cặp loa Yamaha NS690 25 mã. Thì nó chỉ sau mỗi là dòng 3 năm mã là dòng cuối cùng rồi. Đây là dòng 2 năm mã. Thì cấu hình của loa này thì nó là bát 30. Loa bát 30 xương đúc. Gân của nó là gân mút, màng giấy. Và cái màng này còn rất là đẹp. Màu nó vẫn còn màu xanh nét luôn. Đấy. Bọn này thì tất cả những cái đồ này thì bao giờ về nó cũng bị mục gân hết rồi. Nên khi về Việt Nam là đều phải thay gân. Và khi thay gân thì Xuân Đình cũng đã cho thợ thay rất là kỹ càng và cực đẹp. Còn thực ra nếu như không nói là thay gân thì chắc các bác không biết, nhưng khi mình bán thì mình cứ nói rõ để các bác biết là những dòng này nó đều phải thay gân. Về Việt Nam mình nó mục hết, bắt buộc là phải thay. 100 đôi đều phải thay cả 100, ngoài trừ các bác mua mới từ bên Nhật, cho nên các bác bê về tới Việt Nam mình thì cái đấy thì Xuân Đình dám khẳng định thì nó là loa zin. Còn đâu là những cái dòng này thì gân nó đều phải thay hết nhá. Nhưng khi thay được gân này thì lại đánh rất là hay, tiếng bát nó rất là mềm. Có hai tinh chỉnh, một trung đôm và một tép đôm. Yamaha NS690 25 mã. Thì sang tới dòng 3 năm mã thì nó sẽ thiết kế là loa đối xứng. Còn những dòng trơn, dòng 2 năm mã thì nó đều thiết kế là loa một vế, tức là nó cùng một bên thôi. Nhưng cái này thì nó không ảnh hưởng gì lắm, vì mình sử dụng thì mình đậy e căng vào mà, chứ không phải là mình bỏ e căng ra. Cặp loa này thì nó rất nặng, nặng đến tận 28kg một thùng ấy. Tức là cả cặp này nó gần 60 cân. Loa củ nó rất là khủng mà thùng gỗ của nó rất là dày dặn. Góc cạnh của loa thì đẹp tuyệt vời. Loa cũng còn nguyên zin tuyệt đối luôn, không có mông má gì cả. Đấy. Đấy là tổng quan góc cạnh của loa, rất là sắc nét. Và đây là một cái clip mà Xuân Đình quay cho các bác, là quay thực tế chứ không có cắt ghép hay không có quay bằng bất kể một cái thiết bị gì cả. Cho nên là quay như này là rõ ràng nhất.
Cho nên là các bác khi xem sản phẩm cũng như muốn mua sản phẩm nào thì các bác phải để ý cho kỹ những cái sản phẩm mà Xuân Đình quay, khi quay nói và tả là chuẩn. Và cặp Yamaha NS690 2 Nam Mã tại cửa Xuân Đình đang bán với mức giá là 9 triệu đồng. Loa cực đẹp, căng cước, không có bị rách chút nào cả. Tem mác cũng đầy đủ luôn. Vải của nó là vải zin. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay tổng quan ở phía đằng sau cả ba cặp loa, cũng như báo thông số cho các bác. Thì bây giờ sẽ quay cặp Yamaha này trước. Đây, các bác đang nhìn thấy cái độ đẹp của loa gì. Dòng loa Yamaha này thì các bác sẽ ghép được với âm ly Yamaha, ghép với âm ly Pioneer hoặc ghép với dòng Sunsui. Nói chung dòng này rất dễ đánh nhưng nó không kén về đồ đâu. Nó có trở kháng là 8 ohm, công suất của nó là 40W, 690 bàn ạ, mắc đôi. Bát 30 nhưng nó lại chỉ ghi công suất là 40W. Nhưng đây là những công suất của những dòng loa cổ, cho nên là với cấu hình là bát 30 thì các bác sẽ chơi rất tốt với những diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông là cặp loa này đáp ứng được cho các bác thoải mái nhé. Chứ không phải là nhìn thấy cái 40W này mà các bác bảo công suất bé. Loa thì quan điểm mà Xuân Đình tả cho các bác thì mồm càng to thì sẽ nói được to. Đấy là cách diễn giải dễ nhất để cho các bác biết. Tiếp theo xem bên này, đó là cặp loa Kenwood. Loa còn cực đẹp, chỉ có cái vận chuyển thì nó chỉ bong một tí sơn ấy. Cái sơn chứ không phải là thùng nó lỏng nét gì cả đâu. Đây là cái sơ đồ cũng như cái giấy khai sinh của loa này. Đấy, cấu hình của nó một bát 25, một chung 12 và một tép, thì tép nhân 2 tức là 2 tép này. Độ nhạy 95 dB, công suất là 90W này. Đấy, trở kháng 8 ohm. Dòng này là hàng xuất cho thị trường của Mỹ này mày. Loa rất đẹp. Và cuối cùng là cặp và loa Coran XV5. Đấy, loa trái loa phải đầy đủ luôn, nét ra. Thì cặp Coran này nó có trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là 110W, số seri của nó là 7390, số bên dưới nó có số seri là 7776. Loa rất đẹp luôn. Còn đây số seri của cặp Yamaha 7751. Dòng này là dòng seri liền kề 7752 này. Đấy. Còn cặp Ken này thì nó là dòng loa cổ thì cũng đây nó có số seri này 349 này. Và dưới là 402 này. Đấy. Đấy là tổng quan chi tiết ba cặp loa hàng bãi tuyển chọn mà Xuân Đình muốn giới thiệu đến các bác. Hình thức cũng như chất âm và mức giá tiền thì đều là hàng bãi giá bình dân. Tất cả các bác đam mê âm thanh đều có thể mua được với những sản phẩm của Xuân Đình. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 5 tháng 11 thì Xuân Đình đã lên cho các bác ba cái cặp loa hàng bãi tuyển chọn. Mức giá thì chưa đến 10 triệu một cặp. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Và những sản phẩm này Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại.